Xin chào mọi người. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp tập số 363 của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo. Mọi người chuyện hãy bớt chút thời gian like video, chia sẻ video cũng như là để thật nhiều comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Và nếu yêu mến giọng đọc và yêu mến kênh thì các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ Phong. Đến được mốc 50.000 sub, hiện tại là được 40 mấy nghìn sub rồi đấy, 46, 47 gì đó. Hy vọng các bạn hãy ủng hộ Phong nhé. Ok, xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 363. Thần đồ Thái Tuế không ngờ cứ như vậy bị chấm chết sao? Một màn phát sinh trước mắt cơ hồ khiến đám người Phong Quân Vũ Thiếp khó có thể lý giải. Còn tưởng rằng mình nhìn nhầm. Tuy thần đồ Thái Tuế là thần tộc sinh linh, nhưng bọn họ lại hiểu biết rất sâu về người này. Biết bản thân hắn chính là đến từ một chủng tộc tên là thần đồ, từng lập được công lao hãn mã chấn áp thần tộc sinh linh bạo loạn. Cùng một thần tộc khác là Lạc thần tộc, được gọi là chủng tộc dính nhiều máu tươi nhất của thần tộc. Sau khi sinh linh của thần tộc này trưởng thành, thực lực cực kỳ đáng sợ. Lấy thần đồ Thái Tuế mà nói, cho dù là Thái Ất Thượng Tiên chính diện giao phong với hắn thì cũng không nắm chắc được có thể thắng được hắn. Thậm chí còn có khả năng bị thiên phú thần thông quán đánh chết tại chỗ. Nhưng một thần tộc sinh linh có thể sánh bằng Thượng Tiên này, không ngờ lại bị Đế Lưu một kiếm đâm chết. Cho dù một kiếm đó của Đế Lưu vô cùng quỷ dị, mượn người khác để che giấu, thuộc về đánh lén, nhưng mà lại có người đánh lén được Thượng Tiên ư? Nói không dễ nghe thì thần đồ Thái Tuế cho dù là để mặc các tán tiên soát xuất thủ thì cũng chưa chắc có thể đả thương được hắn. Đế Lưu không ngờ có thể một kiếm chém thần đồ, vậy chẳng phải là nói hắn cũng nắm chắc giết được những người mình sao? Và ngược lại với những Thượng Tiên này, đám tán tiên kia nhìn thấy một màn này, bọn họ quả thực chính là sĩ khí đại trấn, vốn không ôm hy vọng gì với trận chiến này, cũng theo cái chết của thần đồ Thái Tuế mà sinh ra hy vọng vô tận. Khá lắm Đế Lưu, để ta tới lĩnh giáo thủ đoạn của ngươi. Chiến trường to lớn như vậy, dường như đều bị cái chết của thần đồ Thái Tuế này dẫn bảo. Người đầu tiên xuất thủ là Phong Quân, những Thượng Tiên bọn họ đều bị đám tán tiên như là không muốn sống này bao vây. Cho dù không lo tới tính mạng, nhưng cũng nhất thời khó chơi, không dành để vây công Phương Hành. Mà Phong Quân thì khác, lúc này trong lòng hắn hiện lên cảm giác nguy hiểm, quyết định xuất thủ. Sau khi gầm lên, đột nhiên há to miệng phun ra một đạo cuồng phong. Cuồng phong đó sau khi ra khỏi miệng thì lại càng lúc càng to, trong nháy mắt đã tràn ngập thiên địa. Mà các tán tiên ở xung quanh thừa cơ tiến lên, thần thông tế ra đánh lên người hắn. Không ngờ lại phát hiện nhục thân của hắn trực tiếp móp xuống, giống như là theo phun ra nuốt vào một ngụm ác phong đó. Ngay cả bản thân hắn cũng biến mất trong thiên địa. Lên đi, lên hết đi, giết Thượng Tiên, các ngươi chính là tiên. Mà Phương Hành lúc này cũng không dám thả lòng, hét lớn, thân hình lao ra. Phong Quân hóa thành ác phong đánh đáng sợ xông tới, tràn ngập cả thiên địa, cơ hồ là một mảng chiến trường đều bị hắn bao phủ. Đó căn bản chính là một loại thần thông khó có thể diễn tả. Gió vừa chạm vào gió này, lập tức ẩn chứa hùng uy không thua gì phi kiếm. Sinh linh chạm vào gió này lập tức liền bị rút đi thần hồn, xé rách nhục thân, hư không va chạm vào gió này, không ngờ cũng trực tiếp hỗn loạn thiên cơ, vỡ ra tia chớp màu đen vô tận. Ngay cả nhật nguyệt trên trời cũng dường như là bị gió này trực tiếp thổi bay, không thấy bóng dáng. Nói thật lòng, một ngụm gió của Phong Quân lúc này thực sự mạnh hơn cả hồng mông tử khí trong phế tích của Thái Thượng Đạo Thống năm đó. Mà dưới loại thần thông này, các tán tiên bị bao phủ, căn bản không tiện ngăn cản. Tiên uy của Thái Ất Thượng Tiên là lực lượng đáng sợ khó có thể hình dung. Đối với bọn họ mà nói, không chừng chạm vào là chết ngay. Ở trên trình độ nào đó, đây không phải là đang đấu pháp, mà là trực tiếp đổ sát. Ác phong lướt qua, có thể nói là tử thi xếp thành núi tới đó. Những người này không thể để ngươi giết như thái rau được. Phương Hành lúc này ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Hắn cũng không phải là cố ý muốn những tán tiên này giúp hắn, mà hắn lúc này quả thực là cần những tán tiên này hỗ trợ. Hắn hiện giờ đã có được Thái Thượng Đệ Cửu Kinh, cũng là một hơi chặt đứt ba đạo thiên mệnh. Lực lượng tiến nhanh, tu vi cảnh giới có thể so với chính tiên. Nhưng tuy là chính tiên, nhưng so sánh với Thái Ất Thượng Tiên, cuối cùng vẫn là kém một cảnh giới lớn. Nếu đánh nhau chính diện, cho dù hắn giờ hết thực lực, e là cũng rất khó chiếm được thượng phong. Tình huống hiện giờ ở đây có 4-5 vị Thượng Tiên đang như hổ rình mồi đối với mình. Cũng chính vì vậy, nếu muốn tranh phong với những người này,
vẫn phải thi triển thuật ám sát ma tổ truyền lại. Đây chính là thần thông mà ma tổ ngộ ra, chuyên để giết chóc. Phương Hành đã sớm nghĩ tới một đạo thần thông này thích hợp dùng nhất ở phù đồ thiên giới. Chỉ có trong hoàn cảnh đáng sợ này mới có khả năng ngộ ra, cũng chỉ có trong hoàn cảnh này mới có thể tu luyện đến cực hạn. Lúc trước chặt đứt mệnh số, hắn có ba thành nắm chắc dùng thuật ám sát này để trảm tiên. Hiện giờ tu vi tăng mạnh, lại bất ngờ nắm được thiên ý kiếm, có thể nói là các loại thiếu sót đều được bù đắp. Như vậy hắn áp sát thượng tiên cũng tất nhiên nắm chắc hơn. Chỉ có điều thuật ám sát chính là thuật ám sát, cần căn cơ nhất định mới có thể thi triển. Cục diện càng loạn, chư vị tán tiên xuất động càng độc, hắn lại càng có phát huy được ra uy lực mạnh hơn. Cũng chính bởi vậy, nhìn thấy đám tán tiên này bị đổ diệt, hắn không khỏi đau lòng. Vương bát đàn này đã nhìn ra ta cần mượn dùng lực lượng của đám tán tiên kia mới cố ý làm vậy. Phương Hành hung hăng nói thầm. Thái ất thượng tiên dù sao cũng không phải là ngu xuẩn, không đợi chịu khổ mới tỉnh dậy. Vừa mới thấy Phương Hành ám sát thần đồ thái tuế, liền lập tức hiểu rõ đặc điểm thần thông của hắn. Tiếp theo liền nghĩ ra pháp môn đối ứng, quả thực là không dễ đối phó như trong tưởng tượng của mình. Được, người giết người của ta, ta giết tức phụ của ngươi. Nhưng mà Phương Hành lúc này sát ý trong lòng không dễ dàng mất đi như vậy. Nhìn phong quân hóa thành ác phong quân tới, hắn cắn răng, thân hình trực tiếp bay lên không trung, xương xanh ùa tới. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, hắn không ngờ biến mất trong không trung, chẳng biết đã đi đâu. Trong lòng phong quân hiện lên cảnh giác mãnh liệt, ngưng thần thủ thế, lại đột nhiên nhìn thấy thân hình của tên đệ tử đáng giận đó không ngờ trực tiếp xuất hiện bên cạnh Vũ Thiếp, kiếm quang đại thịnh. Cẩn thận! Phong quân quá sợ, thất thanh kêu to. Bốp một tiếng. Cũng đúng lúc này, Vũ Thiếp đang đấu với vô số tán tiền, chém ra từng biển máu, mi tâm bỗng nhiên ngưng tụ một cái mụn. Tóc đen sau đầu nàng cũng đột nhiên không gió mà tự động. Có một thoáng này, một đạo kiếm quang đã tụ tới cạnh não của nàng ta. Vũ Thiếp chỉ kịp tạo ra pháp ấn, cả người trực tiếp nổ tung, không kịp hóa thành những giọt mưa, phiêu tán ra bốn phương tám hướng, mà khí tức của nàng ta theo những giọt mưa này xuất hiện ở các nơi. Thái ất tiền thần có thể dùng thiên địa, đế lưu điện hạ, người cũng từng tu tới thái ất, lại quên mất phương pháp bảo mệnh của chúng ta sao? Tiếng cười của Vũ Thiếp vang lên, không ngờ đồng thời truyền đến từ bốn phương tám hướng, giống như có vô số nàng đang nói chuyện vậy. Còn có bản sự này sao? Phương Hành vào khoảnh khắc này cũng quả thực lắp bắp kinh hãi, hắn chưa thực sự tu tới cảnh giới thái ất, mà lúc này hắn đã ý thức được vấn đề. Vũ Thiếp này không ngờ cũng giống như là phong quang, cũng có bản lĩnh hóa vào thiên địa. Phong quân có thể trực tiếp hóa thành một đạo ác phong qua lại vô hình, mà Vũ Thiếp thì trực tiếp hóa thành ngàn vạn phân thân, mỗi một đạo phân thân đều là chân thân, tùy thời ngưng tụ tiêu tán, tùy ý nào gì. Tu sĩ bình thường ai có thể một kiếm giết chết mưa gió đây? Quả nhiên không hổ là thượng tiên, như vậy mới thú vị. Nhưng vào chớp mắt này, Phương Hành lại lạnh giọng bật cười. Ngay sau đó kiếm quang đột nhiên bắn ra. Ngay cả thiên địa này cũng sợ ta, người dung nhập vào thiên địa thì làm sao? Trong tiếng cười lạnh, hắn bỗng nhiên quay kiếm quang, trực tiếp chấm về phía một giọt mưa ở bên cạnh. Đó cũng là thực lực trong ngàn vạn thân phân của Vũ Thiếp biến thành. Chấm giọt mưa này đối với Vũ Thiếp mà nói, bị thương căn bản có thể nói là không tồn tại tới già lông. Nhưng lúc một kiếm này của Phương Hành chém xuống, đột nhiên thiên địa đại biến, dường như là có một loại lực lượng vô hình từ trên thương khung hàng lâm ầm ầm chấn áp về phía Vũ Thiếp. Dưới loại lực lượng này, Vũ Thiếp kinh hô một tiếng, không ngờ lại bị cường hành ép cho thân phân càng lúc càng ít, cuối cùng trực tiếp hóa thành nhục thân vốn có. Nàng ta có năng lực dung nhập vào thiên địa, nhưng có thể nào cũng không ngờ thiên địa này không ngờ đang bài xích nàng ta. Mà nàng ta sau khi bị cường hành đánh về nguyên hình, còn phát hiện nàng không ngờ đang ở dưới kiếm của Phương Hành, giống như có một lực lượng nào đó cố ý đưa nàng ta tới dưới kiếm của Phương Hành. Vũ Nhi! Phong quân nhìn từ xa thấy, kinh hoàng hét to, vội vàng lao về phía trước. Phong sư huynh cứu ta! Vũ Thiếp mặt cũng như màu đất, vô lực vươn tay về phía phong quân. Phong quân lúc này vừa ngưng tụ lực lượng, sớm đã hóa thành nguyên hình, vội vàng xông tới. Nhưng mà phải trơ mắt nhìn Vũ Thiếp không thể cứu được, đáy mắt đã tuyệt vọng đến cực điểm, lại đột ngột dâng lên một tia tuyệt vọng. Ở trong mắt bỗng nhiên chiếu ra một chút kiếm quang, đợi cho hắn tâm sinh cảnh giác, đã lại không kịp. Thân hình lao vào trước người Vũ Thiếp, sau đó cứng lại. Mà lúc này thân hình của Phương Hành không ngờ xuất hiện phía sau hắn,
một đạo kiếm quang trong lòng bàn tay sáng ngời, đang dính một chút máu tươi đỏ sẫm. Trên mặt Phong Quân lộ ra vẻ không thể tin nổi, vẻ mặt đã cứng lại, mi tâm có một điểm đỏ tươi. Hắn không ngờ rằng Phương Hành nhìn thì muốn chém Vũ Thiếp, nhưng lại lâm thời quay đầu lại, một kiếm đâm hắn. Hiện giờ thần hồn cũng bị một kiếm đó chém nát, thân hình hắn đang bong ra từng mảng, hóa thành bụi bậm. Tạ. Vũ Thiếp lúc này mới có phản ứng, thấy Phong Quân đang hồn phi phách tán trước mắt mình, mới ý thức được vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Vẻ mặt hoang mang đến cực điểm, đột nhiên xuất hiện một tia sợ hãi lẫn vui mừng. Cảm ơn đất trời, người chết không phải ta. Vỗ vỗ ngực, nàng đột nhiên xoay người bỏ chạy, ngay cả đầu cũng không quay lại. Không biết Phong Quân trước khi chết trong lòng có tư vị gì. Nói chung, Phương Hành nhìn thấy một màn này thực sự cũng ngây ngẩn cả người. Ma Tổ đúng là không phải hạng người lương thiện. Càng vận chuyển pháp môn thần thông của Ma Tổ, Phương Hành càng khẳng định điểm này. Kiếm đạo tinh yếu của Ma Tổ lúc ở Thiên Nguyên đã truyền cho Phương Hành, nhưng mà chưa tới thời cơ nào đó, Phương Hành không thể phát huy đồng thời thôi động kiếm đạo này đến cực hạn. Có điều hiện giờ cũng đã gặp may mắn, vượt qua phù đồ thiên giới này thực đúng là khiến hắn nhìn thấy cơ hội nào đó, khiến hắn có một hoàn cảnh để tìm hiểu tinh yếu của kiếm đạo ma này, thậm chí còn tiến bộ lĩnh ngộ đến một loại pháp môn siêu thoát hơn. Mà kiếm đạo của Ma Tổ kỳ thực nói ra thì cũng không quá mức tạp, đây là một loại pháp môn giết người. Khác với những pháp môn kẻ mạnh thắng, kẻ yếu bại, ở trước mặt pháp môn này căn bản không phân mạnh yếu, chỉ có đối tượng cần giết là khác nhau. Khác nhau nhiều nhất cũng chỉ là khó giết hơn một chút và dễ giết hơn một chút mà thôi. Tóm lại, bất kể là tiên nhân hay là thần đều có sơ hở, tìm thấy sơ hở đó có thể một kiếm giải quyết xong. Đương nhiên, bản thân loại pháp môn này cũng có nhược điểm lớn nhất, đó chính là nếu một kiếm không giải quyết xong được đối thủ, bản thân sẽ rơi vào trong hung hiểm cực lớn, có khả năng bị thua. Võ pháp ghi chép trong Thái Thượng Phá Trận Kinh là võ đạo đường đường chính chính, mà kiếm đạo của Ma Tổ lại bổ khuyết thực sự đạo lý khác. Chú ý tới trí tuệ và tu vi hơn, Phương Hành có thể một kiếm chạm sát Phong Quân chính là mượn sơ hở trên tâm linh của Phong Quân. Nếu không, đối phó với nam nhân tu vi cực cao này vẫn cần phí một phen sức lực. Đương nhiên, Vũ Thiếp không ngờ đã có phản ứng như vậy, cũng thực sự khiến hắn bất ngờ. Sống lâu quá quả nhiên là không phải chuyện tốt, nhân tình vị đã bị năm tháng vô tận xói mòn hết. Vũ Thiếp bỏ mặc Phong Quân mà chạy, trừ Phong Quân chết đi trong tuyệt vọng và thống khổ ra, người khác không ngờ không hề có cảm thấy bất ngờ, bộ dạng thản nhiên. Có điều cảm giác đầu tiên cũng thích thật. Mà một kiếm chém Phong Quân, Phương Hành cũng hưng phấn dị thường, trực giác cảm thấy có biến hóa nào đó xuất hiện ở trên người mình. Trên người hắn bắt đầu có ma yên bốc lên, là một đạo thiên ý kiếm quang giống như là ngân xà quay xung quanh hắn. Vào lúc này dường như là lây dính một chút huyết ý, lộ ra vẻ linh hoạt hơn, trên trình độ nào đó cũng lộ ra sắc bén hơn. Phương Hành trong lòng biết rõ, đây chính là một đặc điểm khác của pháp môn của Ma Tổ, đó chính là dùng người tu kiếm, chạm người càng nhiều, kiếm ý sẽ càng mạnh, càng sắc bén. Mà hiện giờ hắn chính là chạm thượng tiên cảnh giới Thái Ất, có lẽ luận về thực lực thần đồ Thái Tuế và Phong Quân không khác biệt gì nhiều, nhưng mà luận về nội tình cùng với lợi ích mang đến cho Phương Hành, thần đồ Thái Tuế lại không thể so sánh với Phong Quân. Ít nhất Phương Hành hiện giờ chém Phong Quân liền lập tức cảm giác được lực lượng mãnh liệt đến đáng sợ nào đó càng tăng thêm. Đây cũng không phải là từ oan nghiệt mà phù thiên cấp cho, mà là thứ có trong pháp môn thần thông của Ma Tổ, hóa thành một loại lực lượng đặc thù gia trì lên kiếm quang của Phương Hành. Bởi vậy không thể không nói, Ma Tổ quả thực là kỳ tài. Người khác sau khi trải qua giết chóc trong phù đồ thiên giới chắc cả đời cũng không muốn nhớ lại, nhưng mà thằng Ôn này lại coi là kinh lịch, giống như là linh cảm, sáng tạo ra kiếm đạo với phong cách riêng của hắn. Đế tử, người từ khi nào thành tiểu nhân như vậy, còn dám tới đây đánh một trận chính diện với ta không? Ngay khi Phương Hành chạm sát Phong Quân, dọa cho Vũ Thiếp bỏ chạy, xa xa có một đạo ánh đào hung hăng chém tới, chính là Thanh Tà trưởng tọa Quan Phi Hưng. Nhân lúc hắn vừa mới chạm sát Phong Quân, vội vàng chạy tới, ánh đào như cuốn lụa, trực tiếp trải ra trường không, hung tợn chém xuống đỉnh đầu Phương Hành. Các tán tiên bên cạnh hắn ai cũng giống như là ruồi bọ đuổi theo, cũng bị hắn bỏ lại đằng sau. Ta trông giống thằng ngốc lắm sao mà lại đi lấy cứng đối cứng với ngươi? Đối mặt với một đao này, Phương Hành cũng không dám chậm trễ, dưới chân bước ra tiêu dao thần pháp, đón đỡ một đao đó.
Nhưng lúc cả người hắn đều bị một đao đó bao phủ, lại thân hình gặp lại một cách quỷ dị, không ngờ tránh thoát giữa ánh đao đó. Sau đó khói nhẹ bao phủ, trực tiếp biến mất trong hư không. Mà bên cạnh Quan Phi Hưng, ở trong một đám tán tiên đang đuổi theo hắn, lại có thêm một thân ảnh. Cùng họ hô to gọi nhỏ, điều khiển các loại thần thông bảo quang lao về phía Quan Phi Hưng. Đáng giận, đáng giận! Với năng lực của Quan Phi Hưng mà cũng giận rồi, bỗng dưng gầm lên một tiếng, vận chuyển toàn bộ tiên lực. Ánh đào trong nháy mắt này không ngờ hóa thành một con sông dài, đột ngột đến cực điểm, hiện lên trong đầu một đám tán tiên. Bên trong ẩn chứa hùng uy, giống như là một con sông lớn hội tụ từ sát khí, chấn nát cả hư không. Chạy mau! Một đám tán tiên đang lao về phía Quan Phi Hưng, đầu thất kinh. Mấy người đi đằng trước thì trực tiếp liền bị ánh đào đáng sợ đó của Quan Phi Hưng chém qua, tiếng kêu thảm thiết từ trong không trung ngã xuống. Một số bộ phận khác thì bị dọa tới cả người đổ mồ hôi lạnh, quay đầu bỏ chạy. Dù sao đối mặt với một đao toàn lực của thượng thiên, đám tán tiên cho dù gan lớn tới mấy thì cũng không dám đón đỡ được. Muốn chạy sao? Đừng có mơ! Quan Phi Hưng hung hăng cắn răng, ánh đao nhìn thẳng vào đám tán tiên đang đào tẩu, sải bước thật nhanh, ánh đao tung hoành trong không trung, rõ ràng là muốn đuổi tận giết tuyệt những tán tiên này, chạm sát cả Phương Hành đang trốn trong bọn họ. Miệng vẫn hét lớn: Đế Lưu, nếu không muốn chết thì mau mau trả ta chí bảo của Thanh Tà Nhất Mạch. Chí bảo gì? Vào lúc một đao đó của Quan Phi Hưng chém ra, lại đột ngột có một thanh âm vang lên ở bên dưới. Trong đống thi thể của tán tiên vừa rồi, thoạt nhìn thì bị Quan Phi Hưng một đao chạm sát, đang rơi xuống dưới, không ngờ có một người đột nhiên sống dậy. Một đạo kiếm quang xuất hiện cực kỳ đột ngột, từ dưới đến trên, hùng hăng đâm tới nhục thân của Quan Phi Hưng. Tiền tài gian xảo thật! Quan Phi Hưng sợ tới túa mồ hôi lạnh. Sự chú ý của hắn chỉ đặt vào đám tán tiên đang chạy, cho rằng Phương Hành đang trốn trong bọn họ. Nào ngờ rằng cái thằng ôn này lại trốn trong đống tử thi. Lúc này đao quán đã chém ra, một ngụm tiên khí phun ra nuốt vào. Chính là lúc lực lượng cũ đã hết, lực lượng mới chưa sinh, đón một đạo kiếm quang này thực sự là hung hiểm đến cực điểm. Hắn quát to một tiếng, dứt khoát ném đao trong tay ra, mà cả người hắn thì cường hành xoay chuyển, chạy trốn về bên trái. Vù một tiếng, Phương Hành từ dưới chém lên, cùng thân hình của Quan Phi Hưng xẹt qua nhau, một đạo huyết hoa bay ra, mà Quan Phi Hưng thì đã bay lên cao trăm trượng. Lúc này cũng không biết là vì sợ hay là đau, mồ hôi lạnh đầm đìa, thở hổn hển. Đúng là khó lòng phòng bị. Quan Phi Hưng rõ ràng vẫn là sợ hãi, hành động của đối phương đúng là khiến cho hắn thống hận đến cực điểm, nhưng cũng sinh ra một nỗi sợ hãi. Lúc này hắn cuối cùng cũng phải thừa nhận sự đáng sợ của Phương Hành. Nếu là đánh nhau chính diện, hắn không sợ Phương Hành, nhưng mà cục diện hỗn loạn có nhiều tán tiên vây công như vậy, lại muốn làm cơ hội để thằng ôn đó lợi dụng, mình hơi sơ ý một chút, vậy chính là kết cục phải chết. Hắn cuối cùng cũng minh bạch thằng ôn này vì sao sau khi hiện thân liền muốn khơi mào tán tiên vây bọn họ. Đúng rồi, ta vẫn chưa hỏi ngươi, nha hoàn mù của ta ở đâu rồi? Phương Hành lúc này mới vờ nhớ ra một vấn đề, cau mày nhìn hắn. Lúc này mới nhớ tới tiểu manh nữ, lúc ấy chuyện xảy ra quá đột nhiên, lúc hắn nhảy vào thiên tuyệt địa thì cũng không quản được tới nàng. Có điều nghĩ chắc tiểu nha đầu này sẽ được Quan Phi Hưng bảo hộ, nhất thời bán hội sẽ không có hung hiểm gì. Bắt giữ Quan Phi Hưng này rồi hỏi lại là được. Nha hoàn? Người không ngờ coi nàng ta là nha hoàn? Quan Phi Hưng ngây ra một thoáng rồi lập tức cười lạnh. Người có biết nàng ta là ai không mà dám coi nàng ta là nha hoàn? Ai cũng nói Đế Lưu cuồng vọng, hiện giờ thấy ngươi quả nhiên là cuồng vọng vô biên. Có điều cũng được, người nếu đã lệnh cho Thanh La mang nàng ta đi, vậy đó chính là sai lầm lớn nhất của các người, đó là dẫn lửa thiêu thân. Ta cũng rất nóng lòng muốn thấy vẻ mặt hối hận của các người. Hiện tại bớt xàm ngôn đi, người tốt nhất hãy mau mau giao ra chí bảo của Thanh Tà Nhất Mạch. Nếu không, Thanh Tà Nhất Mạch ta sẽ bất chấp tất cả cũng phải cái gì? Phương Hành vừa nghe thấy chuyện Thanh La tiên tử mang manh nữ đi, lập tức giận dữ, vẻ mặt hung ác bay thẳng về phía Quan Phi Hưng, miệng đồng thời mắng to. Ngay cả trẻ con cũng chẳng buồn bận tâm, phế vật như vậy thì làm được cái gì? Còn mẹ nó, nàng ta mà có thể coi là trẻ con sao? Quan Phi Hưng vừa kinh hãi vừa giận dữ, lật tay đánh xuống một trường, tiền mang ngập trời giống như là sóng ngầm tuôn ra. Phương Hành đón tiền mang đó, lại kinh hãi, thần bất do kỳ trầm xuống dưới. Cho tới lúc này mới ý thức được tu vi và lực lượng chân chính mình vẫn kém những thái ất thượng tiên đó rất nhiều. Tuy hắn đi vào con đường tu hành không giống bình thường của thái thượng đạo thống, nhưng cũng không phải là một bước lên trời.
Hiện giờ mình thoát khỏi ba mệnh số, chỉ có thể xem như là cảnh giới chính tiền. Mà nếu muốn đánh bừa với thượng tiên cảnh giới thái ất, chỉ sợ ít nhất thì cũng phải chặt đứt 9 mệnh số mới được. Vừa rồi mình đã quá mức đắc ý, thực sự là có chút coi thường lực lượng thần thông của thái ất thượng tiên. Cơ hội hiếm có, giết! Ngay khi thân hình của Phương Hành rơi xuống, Vũ Thiếp đang ở cách đó không xa nhìn trộm chiến trường này, cùng với tiên quân Trọng Sương vẫn mặt thản nhiên, giống như không đếm xỉa gì đến chuyện này, đồng thời hét lớn xuất thủ. Sau đó một đạo vương tọa rạch phá trường không, mang theo sương khí lạnh lạnh chấn áp về phía Phương Hành. Đi qua đâu, đại địa đều biến thành một mảnh trắng xóa, băng sương bao trùm vạn vật. Ngay cả Vũ Thiếp trong nháy mắt cũng vung ra hạt mưa, dưới sự gia trì của sương khí hóa thành trăm ngàn thanh lợi kiếm ngân quang lóng lánh, đan vào thành một cây lưới lớn phô thiên cái địa đâm về phía Phương Hành. Không ngờ chỉ một thoáng đã rơi vào trong tuyệt cảnh. Mẹ nó, lỗ hổng trong pháp môn giết người này của ma tổ quá nhiều, cũng không lành nhẹ, vậy chẳng thà để các người thấy. Mà lúc này Phương Hành cũng hung hăng cắn rằng, đồ tiên pháp ta tự nghĩ ra. Đối với pháp môn giết người, Phương Hành đã tu luyện rất thuần thục rồi, mà ngoài thuần thục ra tất nhiên chính là tiến thêm một bước. Kết quả của tiến thêm một bước chính là sáng tạo ra của riêng mình. Đây cũng có lẽ thường trong giới tu hành. Đến cảnh giới hiện giờ của Phương Hành vốn chính là lúc đổi mới thầy cũ, giống như là một đệ tử đi tới đỉnh phong của học vấn mà hắn được truyền dạy, bước tiếp theo sẽ là bắt đầu gia nhập thêm cảm ngộ của mình, tinh nghiên học vấn của mình. Bởi vì học vấn của người khác cho dù cao tới đâu, chung quy vẫn là kết quả trí tuệ của người khác, không thể hoàn toàn phù hợp với mình. Chỉ có thêm vào lĩnh ngộ của mình mới có thể sáng tạo ra thần thông hoàn toàn phù hợp với mình. Thần thông này bất kể là đạo tâm hay là uy lực, thậm chí là một trong các động tác mỗi một lần vung kiếm đều hoàn toàn có chứa phong cách cá nhân hắn, không có chỗ nào không hợp với mình. Loại pháp này Phương Hành gọi là đồ tiên pháp, không phải là thực sự có liên quan tới đồ tiên, chủ yếu là muốn giết mấy thượng tiên trước mặt mà thôi, cho nên mới thuận miệng đặt tên. Ba vị thái ất thượng tiên, tiên quân Trọng Dương, Vũ Thiếp, Thanh Tà trường tọa Quan Phi Hưng đồng thời nắm được cơ hội chấn áp về phía Phương Hành. Cũng vào trong một thoáng này, trong lòng Phương Hành đã chuẩn bị xong. Sau đó hắn hít sâu một hơi, hắn đã ngã xuống phía dưới cực nhanh, đột nhiên bấm một pháp ấn, sau đó dưới chân hắn liền xuất hiện một biển máu, cả người hắn giống như là một khối nham thạch cực lớn, bùm một tiếng rơi vào trong biển máu. Theo sát phía sau chính là hào quang thần thông của ba người đám tiên quân Trọng Sơn, cũng liên tiếp không ngừng đánh vào trong biển máu, nhưng mà chỉ làm bắn lên sóng máu cao tới mấy trăm trượng. Cả người Phương Hành thì không ngờ trực tiếp biến mất trong biển máu, ngay cả bóng dáng cũng không thấy. Không ổn rồi. Thanh Tà trường tọa Quan Phi Hưng là người đầu tiên kêu to, cảm ứng được có chỗ nào đó không đúng. Biển máu đó thực sự xuất hiện rất quỷ dị, rõ ràng căn bản không thuộc về lực lượng của bản thân Phương Hành, lại không biết vì sao không ngờ bị hắn sử dụng, bị hắn triệu hoán ra. Mà sau khi Phương Hành chìm vào biển máu, bọn họ dùng mắt thường có thể thấy được biển máu đó không ngờ đang không ngừng sôi trào và bốc hơi. Từng đạo huyết vụ màu đỏ sẫm càng lúc càng mãnh liệt xuất hiện trong không trung, không chỗ nào không thấy có ma vân màu đỏ sẫm, từ cửu thiên cho tới tứ phương, giống như là có yêu ma sinh ra trong thế gian, dải sương mù màu đỏ sẫm đó ra khắp thiên địa. Bất kể là những tán tiên đang vây giết thượng tiên hay là những thái ất thượng tiên đang cảnh giác đều bị bao phủ vào trong đó. Thần thức bị ngăn cản, thiên địa trầm ngâm, chúng ta giống như là bị hãm vào trong đại trận nào đó vậy. Vũ Thiếp có chút hoảng hốt nhỏ giọng nói, dù sao hắn ngay cả tiên mệnh cũng không có, chúng ta ước chừng cao hơn hắn một cảnh giới lớn, chẳng lẽ lại sợ hắn sao? Thanh Tà trường tọa Quan Phi Hưng lớn tiếng gầm lên, đột nhiên vồ ra một trào, thanh đại đao không biết đã rơi từ đâu liền bay xa tới, bị hắn nắm ở trong tay. Sau đó hắn một tay vung đao, đao mang đi đến đâu, một phương hư không bị hắn cắt nhỏ tới đó. Xa xa ngoài thiên địa, hắn một mình đứng trong hư không, mắt đầy cảnh giác nhìn xung quanh, đồng thời quát khẽ, kẻ này rất tà dị, chỉ là mượn thân pháp quỷ dị nào đó dùng cái khuôn vặt để giết chúng ta trở tay không kịp mà thôi. Hiện giờ chỉ cần ba người chúng ta đứng tựa lưng vào nhau, không cho hắn cơ hội, thuật ám sát của hắn sẽ không có cơ hội. Không sai, ta cũng càng lúc càng hiếu kỳ, hắn đã có liên quan gì tới đám nghịch tặc nhiễu loạn trước kia? Tiên quân Trọng Sương vẫn luôn là người tỉnh táo nhất, lúc này cũng bình tĩnh mở miệng, không bị cảnh vật xung quanh quấy nhiễu. Đường đường là đế tử, không ngờ lại dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy, hắn rốt cục có phải đế tử hay không?
Vũ Thiếp nhìn vẻ mặt hoang mang, kinh hãi nói: người có thủ đoạn bỉ ổi không phải là ta, mà là một tên gia hỏa không quang minh chính đại nào đó. Nhưng cũng vào lúc thanh âm kinh hoàng của Vũ Thiếp vang lên, ở trước mặt nàng ta đột nhiên có một đạo thân ảnh xuất hiện, vô cùng nghiêm túc giải thích với nàng ta: vừa rồi ta dùng pháp môn của tên gia hỏa đó, nhưng mà hiện tại ta chuẩn bị dùng pháp môn của chính ta. Cũng vào lúc hắn hiện thân, Vũ Thiếp bỗng nhiên hét lên một tiếng, tiên quang đầy trời nối liền không dứt, hóa thành mưa kiếm đâm xuống dưới. Bên trong mỗi một giọt đều ẩn chứa một đạo kiếm quang đáng sợ, ngay cả hư không cũng bị cắt ra từng kẽ nứt. Mà bóng dáng trước mặt kia sau khi nói ra ba từ liền bị mưa bụi do nàng khống chế cắt thành từng mảnh, bộ dáng thê thảm tới cực điểm. Vừa rồi đúng là dùng hết các loại thủ đoạn ám sát ngươi. Nhưng mà thanh âm đó vẫn vang lên trong hư không, tiếp tục nói: hiện tại ta muốn quang minh chính đại làm thịt ngươi. Cũng đúng vào chớp mắt này, ở trên đỉnh đầu của Vũ Thiếp đột nhiên huyết khí tán ra, có hùng uy xuất hiện. Đỉnh đầu Vũ Thiếp không ngờ xuất hiện thân ảnh Phương Hành, hai tay cầm kiếm quang từ trên trời giáng xuống, thân hình giống như là ma hình hàng lâm. Thái thượng đồ tiên pháp. À không, đây không phải thái thượng đồ tiên pháp, đây là thức thứ nhất của tiệt giáo đồ tiên pháp. Trảm ngươi trước tiên, trảm mệnh. Theo thanh âm nặng nề vang lên, Phương Hành giống như là ma thần trực tiếp hạ xuống, một kiếm đâm về phía mi tâm của Vũ Thiếp. Một kiếm này có thể nói là đột ngột đến cực điểm, không quá khác biệt với thuật ám sát vừa rồi. Sự chú ý của Vũ Thiếp đã đến dẫn về nơi khác, căn bản khó có thể trông đỡ. Nhưng cũng đúng vào lúc này, tiên quân Trọng Xương đột nhiên mở mắt ở mi tâm, phát ra quang hoa năm màu, xua tan đi huyết vụ trong thiên địa. Cùng lúc đó, vương tọa ở sau lưng hắn bỗng nhiên có một thanh kiếm cổ bay ra, bị hắn cầm ở trong tay. Một kiếm đó giơ lên, thần quang như mặt trời chiếu sáng thế gian, đạo kiếm quang không có dấu vết của Phương Hành cũng bị gạt ra. Đã nói rất nhiều lần rồi, người không gây hấn được với Thái Ất Thượng Tiên đâu. Tiên quân Trọng Xương mặt không biểu tình, nặng nề lên tiếng, sau đó bước ra một bước, kiếm cổ lấp lánh thần quang vô tận, như ảnh như hình. Ai nói ta gây hấn với các ngươi? Mà lúc này Phương Hành cũng tung người về phía sau, thoạt nhìn hắn giống như là có chút nóng lòng muốn chạy trốn. Nhưng mà tiên quân Trọng Xương đã bám chặt lấy hắn, không ngờ không trốn được như ước nguyện. Hai người một đuổi một chạy, ngay lập tức đã xa xa hơn trăm trượng. Cho tới cuối cùng, mắt thấy kiếm khí của Trọng Xương đã xoay mình, sắp chấn áp hắn, Phương Hành lại đột ngột phá điên cười, ở trong ánh mắt có vẻ bỡn cợt và tàn nhẫn, nhìn về phía tiên quân Trọng Xương, khẽ cười nói: rõ ràng là các người gây hấn với ta mới đúng. Hả? Tiên quân Trọng Xương vội vàng quay đầu, liền nhìn thấy một màn trọn đời khó quên. Hắn rất tin tưởng vừa rồi mình đã cản được một kiếm đâm về phía Vũ Thiếp của Phương Hành, nhưng mà hiện tại quay đầu lại, không ngờ phát hiện Vũ Thiếp đang rũ rượi đứng yên tại chỗ, cả người ngây ra như phỗng, mà trên người nàng ta lại có rất nhiều thứ giống như là rễ cây lan ra, mà thứ này đang từ trong cơ thể Vũ Thiếp kéo ra một loại quang hoa chói mắt. Thứ này tương tự như là thần hồn, lại không hoàn toàn là thần hồn, có một loại vật thể thần tính khó hiểu, kéo ra những sợi tơ thật dài, cực kỳ quỷ dị. Sao có thể? Sao có thể? Đó là... Dù là tiên quân Trọng Xương trước này luôn âm trầm như nước, bất động như núi, sau khi nhìn thấy một màn này thì cũng không nhịn được mà tâm thần đại chấn. Hắn đã đoán được đó là gì, nhưng mà lúc này lại liên tục nói đó là, chứ không dám nói thẳng ra. Mà Quan Phi Hưng lúc này ở bên cạnh Vũ Thiếp lại kinh hãi tới trợn tròn mắt, nhìn một màn trước mắt với vẻ khó tin, lại quên mất vươn tay ra giúp đỡ Vũ Thiếp đang ngay bên cạnh. Chỉ là sắc mặt chán nản và tuyệt vọng, tay cầm đao quán lúc này cũng run run, không ngừng lên tiếng nhắc lại: không thể nào, không thể nào. Không có gì là không thể cả, một kiếm vừa rồi của ta không hề thất thủ. Mà Phương Hành lúc này lại cười âm u, sau đó tay trái giơ lên, năm ngón tay tóm hờ, vù một tiếng. Lúc năm ngón tay của hắn nắm lại, rễ cây nối liền với quang hoa thần bí trong cơ thể Vũ Thiếp ở trong giây lát liền thu lại. Sau đó ở sau lưng Phương Hành rõ ràng hiện hóa ra bộ dạng của một gốc quái thụ cắm rễ trong biển máu, quang hoa từ trong cơ thể sau đó kéo ra, chính đã bị rễ cây của nó móc ra, sau đó lúc này đang chậm rãi rót vào cơ thể quái thụ. Một lúc sau lại thoải mái rung rung, sau đó không ngờ mọc ra mấy cái trái cây bảo quang mờ mịt. Phương Hành nhẹ nhàng nâng tay lên, liền có một trái cây bay đến lòng bàn tay, phát ra quang hoa thần bí. Hắn ngửi ngửi một cái cười nói: đây là hương vị của tiên mệnh sao? Rễ người thơm quá. Thiên địa yên ắng, bất kể là một đám tán tiên hay là mấy vị thượng tiên lúc này đều sợ ngây người.
Tiên mệnh? Đó không ngờ là tiên mệnh. Người không ngờ có thể chạm được ra tiên mệnh. Một giây tiếp theo, tiên quân Trọng Xương cùng với thanh tà trưởng tọa Quan Phi Hưng đồng thời hô to. Bọn họ dường như là căn bản không thể tin được một màn mình vừa thấy. Đúng vậy, đây là tiên mệnh. Tiên mệnh mà các người coi như chân bảo. Phương Hành sắc mặt thản nhiên, dùng một loại thái độ vô cùng nghiêm túc giải thích. Nó quả thực là tương dung với thần hồn của các người, nhưng mà một đạo kiếm quang rất lợi hại, chỉ cần dùng sức rạch một cái là có thể chém xuống nó và thần hồn của các người. Lại dùng thủ đoạn nào đó có thể kéo nó ra, sau đó trước lúc nó trở về thiên địa, mượn pháp bảo nào đó để chuyển hóa, liền có thể có được. Ta không phải là pháp bảo. Ở sau lưng hắn, quái thủ đó dường như là không tình nguyện nói thầm một câu, chỉ là thanh âm rất nhỏ. Mà Phương Hành lại tuyệt nhiên không để ý tới nó, vô cùng thoải mái ném tiên mệnh về phía sau. Liền bị Thái Hư Bảo Bảo tóm lấy, lộ vẻ sợ hãi, vừa mừng vừa vui, ôm chặt trong lòng, cười giống như là nở hoa. Sau đó Phương Hành lại tùy ý vỗ vỗ tay, ra vẻ thong dong nói: các người lúc trước không phải vẫn luôn truy hỏi ta về bí mật của tiên mệnh sao? Hiện tại có thể nói với các ngươi rồi đấy. Đó không phải là bốc phét, ta quả thực có thể bóc ra tiên mệnh. Mình nghỉ đây nhé mọi người. Hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.